Bộ phim kể về một anh chàng muốn làm món trứng lộn xào me, nhưng anh ta tìm hoài chẳng thấy quả trứng nào. Sau một hồi loay hoay thì anh ta phát hiện mấy quả trứng mua về để quên trên xe máy của mình. Sau khi có được trứng, anh chàng bèn bỏ chúng vào một cái chậu rồi đem đi rửa. Lúc chuẩn bị rửa thì anh ta phát hiện vòi nước không hoạt động. Anh ta vô cùng tức tối, anh ta thấy trong lu còn nhiều nước nhưng không thấy gì để lấy được nước cả. Anh ta bèn lấy chiếc nắp nhỏ ra để lấy nước. Lấy được một hồi lâu thì quá mất thời gian, anh chàng lại điên tiết vào nhà lấy một cái gáo nước nhỏ ra múc nước. Sau khi rửa trứng, anh ấy cho nước vào một ít để luộc trứng xong anh chàng đi vào bếp. Nhưng anh ta không đi mà anh ta nhảy nên nước đổ ra hết. Anh ta đành phải quay lại và lần này sẽ đi một cách thật chín chắn. Anh chàng chợt nhớ vòi nước chính đã bị anh khóa lúc sáng nên vì vậy không có nước là đúng. Do bếp trong nhà hư nên anh ta phải nấu bằng bếp ga mini, đặt nồi trứng lên bếp, nhưng bếp bật hoài không được, anh chàng lại điên tiết lên, muốn quăng bỏ cái bếp, nhưng anh ta phát hiện ra là không có bình gas trong bếp, anh chàng bèn đi lấy và lắp vào rồi luộc trứng. Sau khi luộc trứng, anh chàng đi lấy một cái bát cho một ít me vào với nước ấm, rồi lấy đũa đánh tan đều. Anh ta muốn lượt bỏ hạt me nhưng bỗng dừng lại, anh lại nhớ lại tuổi thơ trẻ trâu hồn nhiên ăn hạt me nuốt hạt cây sẽ mọc trong bụng. Anh chàng bèn cảm động rưng rưng nên quyết định sẽ chừa hạt me lại. Nồi trứng đã sôi, anh ta gấp gáp lấy tay không đặt lên nắp nên xém bị bỏng. Anh ta tắt bếp lấy trứng ra và bóc vỏ. Tiếp đó anh chàng bắt chảo lên cho dầu ăn và tỏi vào rồi sấy. Trong lúc sấy vì lo thưởng thức mùi tỏi sấy nên khi tỏi khét đen thì anh ta mới hay. Anh ta lại đi lấy tỏi mới, lần này thì vô cùng cẩn thận. Sau đó cho nước me vào nêm một ít muối và đường. Sau đó chẳng may anh cho quá nhiều đường vào, sợ nước sốt me thành chè. Anh chàng lo sợ hoảng hốt bỏ chạy vừa lo sợ. Bỗng anh ta nhớ lại lúc chạy anh ta chưa tắt bếp, anh ta lại chạy về gấp gáp, dồn dập. Anh ta về đến nhưng trước đó anh đã cho lửa thật nhỏ rồi, nên mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh định toang đổ đi nước sốt, nhưng khi nếm thử thì món ăn vô cùng ngon, tròn vị chua, cay, mặn, ngọt. Anh chàng cho trứng vào nấu chung với sốt me một lúc thì tắt bếp. Thế là đã có một món trứng lộn xào me thơm ngon, bổ dưỡng. Qua đây muốn gửi đến các bạn thông điệp rằng khi mình cảm thấy việc gì thất bại, thì chưa chắc nó đã thất bại, mà bạn hãy trực tiếp đối diện với nó, biết đâu thành công sẽ mỉm cười với bạn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào mừng mọi người đã trở lại với Miến Chu Phì Lóc. Hôm nay mình sẽ ăn... bữa nay là mình sẽ ăn cái món là trứng lộn xào me nha mọi người. Siêu ngon. Để coi mình sẽ ăn gì trước nha. Bữa nay thì mình sẽ ăn chung với rau răm nha. Mọi người chờ mình xíu nha. Rồi. Mọi người, cái nước sốt này á rất là ngon nha mọi người. Tại vì làm có me nè, rồi một ít đường. Nhưng mà rất là ngon. Mình ăn cay không được cho nên là mình không có bỏ ớt vô. Nếu như mọi người thích ăn cay thì là mọi người bỏ ớt vô. Bây giờ mọi người ăn với mình nha. Ôi. Tiêu hấp dẫn chan lên miếng sốt. Nó rắc lên một miếng đậu phộng nha. Ôi. Cho vào miệng nha. Cái nước này mọi người, tụi mình làm dừa cho nên có thể là hấp được luôn á. Không hề mặn. Rau răm chứ. Miếng sốt nữa. Bữa nay làm này là mình phải trải qua một công đoạn rất là dữ dội. Chút chút mà không biết ăn. Tại vì mình nữa sợ cái con này. Sợ cái con không? Cái con của hơi bị lõm á. Nhưng mà bây giờ là mình ăn được. Tiếp theo nè. Mọi người.
Mình không hiểu sao là mình ăn không được cái mề á. Đây cái mề nó cứng nhưng mà nó không có vị gì hết trơn, nó chỉ có cái hậu là giòn thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn cái mề thử nha. Đấy, miếng nước sốt. Lâu ăn mề lại thì cũng thấy ngon. Nhưng mình chắc cũng sẽ không ăn thường xuyên, là mình không thích ăn mề. Ăn hột vịt lộn là mình chảo qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là mình chỉ ăn được cái lòng đỏ này thôi. Đây là giai đoạn thứ nhất. Đó. Chỉ có lòng đỏ thôi. Không hiểu sao lúc đó mình ăn nhạt nhẽo như vậy, ăn hộp vịt lộn mà không ăn cái con. Chỉ ăn cái lòng đỏ này thôi. Rồi mình phớt lên chút nào. Nói chung tất cả đều hòa quyện lại với nhau. Cái nước sốt chua chua ngọt ngọt. Quá đã, sung sướng vô cùng tổ quốc ta ơi. Tiếp theo đây, giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này thì vô cùng cực khổ, đó chính là mình phải ăn cái con này. Hồi đó thì không dám ăn, tại vì nhìn thấy nó ghê ghê làm sao á, trời mọi người ơi kinh dị lắm. Ở đó ăn này mình bị điên rồi mọi người, nó phải đổi cái này mới phải nè. Đó, cho một ít nước sốt lên. Đó, rắc một miếng đậu phộng. Nước sốt. Tuyệt hảo. Cái nước sốt này nãy mình tưởng là hư rồi á, nhưng mà không ngờ là nó được. Nước sốt quá đã. Thế mới là mình không có lược bỏ cái hột me nha. Bây giờ để cái hột me ăn lừa lừa hột nó cũng vui tai, ố vui miệng. Nếu như nhà nào mà làm cho bé ăn á thì làm nên bỏ cái hột me ra nha. Tiếp nha mọi người, lấy cái mề. Cái mề này chắc mình phải ăn 2 lần, hồi nãy mình ăn 1 lần á, mình cắn trọn á là nó cứng quá mình nhai không có nổi. Nhưng mà cái mề nó khó ăn quá, nghĩa là mình không có chuộng cái mề cho lắm. Nó mình có mua trứng cút nữa nha mọi người. Thôi. Bây giờ cái con của trứng cút mới là quan trọng, như là mò kim đáy biển vậy đó. Kiếm nó không thấy. Thôi miếng nước. Quá hấp dẫn, quá tuyệt. Đó cái nước nghe phải gọi luôn. Hộp vịt lộn gấp này cũng rất là mắc, một chục hình như rơi tới 40.000, trứng cút là một chục 10.000. Hồi sáng chạy chợ phía trên thì là mua vịt lộn, quên mua me.
chạy phải chạy ngược xuống Tân Bằng là cái chợ phía dưới của đó. Mua thêm mua me nó khổ gì đó. Nào giờ mình ăn cái trứng cút này nha. Trứng cút này thì chắc lần mình chắc phải 2 trứng đó mọi người. Nếu như cái này nó đủ thì là chắc mình cũng phải 3 trứng nha. Rồi. Ngon. Xin lỗi mọi người nha, hơi đi em rút tiếp. Đây chính là gao găm. Mình sẽ làm một bài thơ về gao găm. Gió đưa cây cải về trời, gao găm ở lại vẫn là gao găm. Bài. Gió đưa cây cải về trời, gao găm ở lại chịu lời đắng cay 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 đắng quá gao găm ơi. Nhưng mà không có gao găm ăn hột vịt lộn không ngon. À, chọn luôn. Đô mình thì cũng nhẹ thôi mọi người, là 1 chục trứng á, mình ăn chắc cũng phải 3 4 trứng là được rồi, ăn nhiều ăn không hết, cho nên là sáng mình chỉ mua có 1 chục trứng thôi. Nữa. Cái nước me là mình làm hôm nay quá thành công nha mọi người. Nước me siêu ngon. Chấm đây. Ăn đi miếng trứng cút. Không, không phải một miếng. Hai hai hộp. Hai hộp một lần nó mới gọi là đủ đô mình. Sáng nay mình chỉ mua trứng cút làm bao nhiêu đó mình quên mất tiêu à. Cái này gà hết nhớ. Quất mấy hộp me nữa mọi người ơi. Có một. Hình như là mình có một lời nguyền là mình quay cái video nào đó là trời sẽ chuyển mưa và là sẽ gặp một cái gì đó. Bữa trước quay clip ốc thì là gió, bữa trước nữa quay về con cua thì trời mưa, bữa nay trời chuyển mưa nữa. Sắp tới có một cơn bão rất lớn, phải nói là chấn động cả thế giới, không chấn động khắp đất nước Việt Nam. Cơn bão đó mang tên là Tết Nguyên Đán, gần Tết đến nơi mà mình vẫn chưa có tiền với cuộc khổ. Quá buồn, ăn thêm hộp nữa cho hết buồn nha. Được mấy người phòng. Miếng hộp me. Nhã hộp. Trời mọi người ơi. Còn một đống luôn. Quá trời. Đây nè. Nhưng mà cái bụng của mình hết sức chứa. Cái này chắc bây giờ chừa là tối ăn đó. Chứ bây giờ làm mình xin chịu thua nha. Thì là cái clip của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy hay thì để lại một like, một share, subscribe, để cái chuông. Khi nào có video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Tạm biệt tất cả mọi người.